Bây giờ là thời gian dành cho chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình cập nhật những tin tức nông nghiệp, những mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thúy Vy và Xuân Long sẽ đồng hành cùng với quý khán giả và bà con trong chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chăn nuôi thỏ theo hướng khép kín, an toàn cho môi trường và mang lại thu nhập cao. Chia sẻ kinh nghiệm hữu ích trong trồng thuần mắc ca ở huyện Lâm Hà. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ nông sản của nông dân càng thêm khó khăn. Giá rớt liên tục khiến các nông hộ Sóc Trăng thêm khốn đốn. Không có tình trạng thiếu hụt nguồn cung phân ure, khẳng định của các nhà sản xuất phân bón trong nước. Có lẽ những mô hình nuôi thỏ đã không còn quá xa lạ với quý khán giả và bà con nữa. Nhưng việc đầu tư chăn nuôi quy mô khép kín đang là xu hướng, được nhiều nông hộ nuôi thỏ áp dụng để đảm bảo vệ sinh chăn nuôi. Một trong những mô hình nuôi thỏ trắng New Zealand quy mô lớn và khép kín là của nhà nông Vũ Kim Đỉnh ở xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc. Xin mời quý khán giả và bà con cùng đến thăm trang trại này với chúng tôi ngay sau đây. Thỏ New Zealand là giống thỏ có khả năng sinh sản tốt, lớn nhanh, nuôi từ 3 đến 4 tháng là có thể xuất chuồng bán thịt từ 80 đến 85 ngàn đồng một ký, đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 ký, nhiều con nặng tới từ 4,5 đến 5 ký, có chất lượng thịt cao, khỏe mạnh và ít bệnh tật. Mỗi năm, thỏ mẹ sinh sản từ 6 đến 8 lứa, mỗi lứa trung bình từ 7 đến 8 con. Thỏ con được 1 tháng tuổi thì có thể tách mẹ để nuôi thương phẩm. Sau khoảng 3 tháng nuôi, thỏ đạt trọng lượng từ 2 đến 2,5 ký là có thể xuất bán, với giá thỏ thịt là 75.000 đồng một ký. Tuy nhiên do nguồn cung không đủ cầu, nên trại nuôi thỏ của ông Đỉnh hiện vẫn đang bán giống là chủ yếu, giá 130.000 đồng một ký. Điều đặc biệt tại trại nuôi thỏ này chính là mùi hôi rất ít, chuồng được bố trí khoa học, hiện đại, tiện cho việc chăm sóc. Dù nuôi đến 1.400 con thỏ trắng giống thuần chủng New Zealand, nhưng chuồng nuôi được bố trí cách mặt đất 85cm, có lắp đặt hệ thống uống nước tự động, có đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi không gây mùi hôi và việc chăm sóc chỉ mất 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Với nhiều lợi thế của giống thỏ và phương thức chăn nuôi hiện đại, mang về thu nhập khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm cho nông hộ này. Ngoài nuôi thỏ, gia đình nhà nông Vũ Kim Đỉnh còn nuôi thêm dê bo, trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi. Đa cây, đa con vẫn là cách mà rất nhiều nông hộ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mình. Đối với cây mắc ca, đa phần các nông hộ trồng xen trong vườn cà phê, cây ăn trái để tăng thu nhập. Nhưng sau một thời gian dài trồng thử nghiệm và chứng tỏ đầu ra ổn định, mắc ca được nhiều nông hộ chuyển hẳn sang trồng thuần với kỹ thuật chăm sóc kỹ lưỡng. Vâng, đúng như vậy anh Xuân Long, Lâm Đồng của chúng ta có 4.000 hecta trồng mắc ca thì có trên 90% là trồng xen. Thực tế thì nông hộ trồng thuần mắc ca đã đạt được những kết quả khả quan như thế nào và cần phải lưu ý những gì trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh? Xin mời quý vị và bà con cùng đến thăm vườn mắc ca này tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để cùng tìm hiểu. Diện tích 1,7 hecta trồng thuần mắc ca này của gia đình ông Phạm Viết Sơn ở thôn Phúc Hưng, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà đã cho thu ổn định gần 5 năm nay. Thông thường hai vụ thu hoạch mắc ca chính rơi vào tháng 3 âm lịch, kéo dài tới 8 tháng. Hơn 10 năm gắn bó với cây trồng này, nông hộ cho rằng ngoài việc phải đảm bảo chăm sóc vườn tốt để có chất lượng quả vượt trội, không sâu bệnh thì chọn giống phù hợp cũng vô cùng quan trọng. Năng suất mắc ca của vườn lúc nào cũng vượt trội với sản lượng khoảng trên 20 kg một cây. Tỷ lệ đậu quả khá cao. Để đạt được điều này, đòi hỏi nhà nông phải lưu ý chăm sóc, đặc biệt là trong thời kỳ ra hoa đậu quả để làm sao có tỷ lệ đậu trái và giữ trái cao nhất. 100% hạt mắc ca trong vườn đều được các công ty đặt mua để làm giống với giá 130.000 đồng một ký, cao hơn 30.000 đồng một ký so với mặt bằng chung. 500 cây mắc ca này mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng cho chủ vườn. Rõ ràng việc trồng thuần mắc ca đem lại hiệu quả kinh tế cao bởi mắc ca được chăm sóc, dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh tốt hơn là trồng sen. Tuy nhiên, trong giai đoạn kiến thiết cơ bản thì nông dân nên trồng sen một số loại cây ngắn ngày trong vườn mắc ca, sau đó khi đã đủ kinh nghiệm và kỹ thuật trồng thì mới tính tới phương án trồng thuần. Sản phẩm mắc ca trong thời gian qua cũng đã được nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến đăng ký thành công thương hiệu và một số sản phẩm mắc ca còn đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao OCOP của tỉnh Lâm Đồng. Có thể thấy rằng việc xây dựng thành công thương hiệu đã góp phần giúp cho giá cả của mắc ca ổn định, người nông dân cũng vì thế mà đầu tư chăm sóc bài bản hơn. Bên cạnh xây dựng thương hiệu thì việc kết nối cùng giúp nhau sản xuất tiêu thụ sản phẩm cũng đang được các hợp tác xã và các nông hộ trên địa bàn tỉnh thực hiện. Mới đây nhất, câu lạc bộ nông dân hợp tác làm giàu thành phố Đà Lạt đã được thành lập với mục đích tạo ra một nơi để giao lưu học hỏi, hỗ trợ trong làm ăn, sản xuất nông nghiệp để cùng nhau làm giàu. Thưa quý vị cũng đã nghe nói đến câu lạc bộ này. Câu lạc bộ chính thức ra mắt vào tháng 4 với 16 thành viên.
là các chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Và đến nay thì số thành viên đã lên tới con số 26, định kỳ hàng tháng thì câu lạc bộ sẽ sinh hoạt một lần. Ông Phạm Ngọc Thạch, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã Sun Food Đà Lạt là chủ nhiệm câu lạc bộ. Mục đích của việc thành lập câu lạc bộ là tạo ra cộng đồng sức mạnh trong khối hợp tác xã, cũng như tiến tới xây dựng liên hiệp hợp tác xã của những thành viên làm nông nghiệp tại Đà Lạt. Tập trung liên kết xây dựng mô hình sản xuất với quy mô lớn, đáp ứng những đơn hàng lớn của khách hàng. Đồng thời, hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Câu lạc bộ sẽ trở thành cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, chính quyền và các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và giữa nông dân với nông dân, tạo tiền đề, vận động nông dân tham gia vào kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, đây còn là nơi để các doanh nghiệp cung cấp thông tin nhu cầu thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhãn hiệu hàng hóa, quản lý quy trình sản xuất sản phẩm, truy nguyên nguồn gốc để các hợp tác xã đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Một vấn đề đang được người chăn nuôi trong cả nước nói chung và Lâm Đồng chúng ta nói riêng đang rất quan tâm, đó là giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong những tháng vừa qua. Cụ thể thì giá ngô và lúa mì liên tục tăng, mức tăng trung bình từ 30 đến 35%. Điều này đã tác động một phần khiến cho giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh. Và trước thực tế này thì Bộ Tài chính đã đề nghị giảm thuế nhập khẩu ngô và lúa mì. Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét điều chỉnh giảm mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng lúa mì và ngô để góp phần giảm giá thành đầu vào sản xuất trong nước với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đối với mặt hàng lúa mì, Bộ Tài chính đề xuất mức giảm thuế xuất nhập khẩu xuống 0%, còn đối với mặt hàng ngô, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế xuất nhập khẩu xuống 3%, trước đây là 5%. Việc giảm thuế nhập khẩu mặt hàng ngô và lúa mì sẽ không tác động lớn đến ngành nông nghiệp trong nước. Không riêng gì thức ăn chăn nuôi, nông dân cũng đang rất lo ngại trước thông tin thiếu hụt nguồn phân bón UG. Tuy nhiên, theo nghiên cứu đánh giá của các nhà sản xuất phân bón tại Việt Nam, thì tình trạng khan hiếm này chỉ mang tính thời điểm do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất ở nhiều nước gặp khó khăn. Cũng theo nghiên cứu, thì từ năm 2021 đến năm 2025, tình trạng dư thừa công suất ở các nhà máy UG là khá cao và cần thiết phải tăng cường xuất khẩu, mở rộng thị trường để giảm áp lực sản xuất tiêu thụ. Tỷ lệ dư thừa công suất các nhà máy UG thế giới dao động từ 19 đến 21% trong giai đoạn 2021-2025. Tương tự tại khu vực Đông Nam Á cũng được dự báo xảy ra tình trạng dư thừa công suất các nhà máy UG là khá cao với tỷ lệ từ 21 đến 24%. Tại Việt Nam, thời gian qua giá UG sản xuất trong nước cũng tăng theo biến động giá cả của thế giới. Tuy nhiên, thực tế thì nguồn cung trong nước hiện vẫn khá dồi dào, không có tình trạng khan hiếm hàng, trừ vài nơi có hiện tượng đầu cơ, găm hàng thổi giá. Hiện nay, tổng công suất thiết kế UG của các nhà máy trong nước là dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ nội địa. Như vậy, căn cứ vào dự báo cung cầu UG của thế giới, của khu vực Đông Nam Á, có thể thấy rằng thời gian tới nguồn cung UG là dư thừa. Các nhà máy sẽ đẩy mạnh xuất khẩu khi trong nước có nhu cầu thấp để giảm áp lực sản xuất, tăng tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh ở các thị trường truyền thống. Còn đây là diện tích rau màu ở huyện Mỹ Xuyên, nơi được biết đến là thủ phủ rau màu của tỉnh Sóc Trăng. Khó khăn hiện nay là các địa phương đều đang giãn cách theo chỉ thị 15-16 của Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nên việc lưu thông hàng hóa gặp muôn vàn khó khăn, việc tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đang vào vụ thu hoạch nhưng giá cả xuống thấp, thị trường thì ùn ứ, rau màu đến lứa thu hái nhưng cũng chẳng có mấy người mua. Nhiều hộ phải tính đến việc là cắt bỏ đi nguồn thu nhập gần như là duy nhất của gia đình mình. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh thành, địa phương phong tỏa trên diện rộng, nhất là những đầu mối thu mua nông sản để đưa đến chợ đầu mối Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh như vựa rau Dũng Đền thì cũng phải đóng cửa hơn một tuần nay. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, để tháo gỡ khó khăn lúc này, tỉnh ưu tiên thị trường nội địa thông qua kết nối thu mua nông sản giữa các địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi, mô hình chuỗi cung ứng nông sản an toàn, thực phẩm khép kín, qua đó góp phần đảm bảo được khâu tiêu thụ thuận lợi cho người dân. Tuy vậy, Sóc Trăng vẫn chưa thể giải quyết ngay được đầu ra cho người nông dân lúc này. Cách đây ít lâu thì chủ khu nhà kính này đã thất bại khi xây dựng nhà kính để trồng ớt chuông ở thôn Liên Hòa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà. Nhưng không chịu dừng lại ở đó, anh đã chuyển hướng sang nuôi vịt siêu thịt trong nhà kính như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả và bà con cùng gặp gỡ với nhà nông Nguyễn Ngọc Tri để cùng xem hiệu quả kinh tế từ nuôi vịt siêu thịt trong nhà kính như thế nào. Lứa vịt đầu tiên cách đây khoảng 6 tháng, anh Nguyễn Ngọc Tri mua giống vịt siêu thịt 6.500 con với giá 12.000 đồng một con.
Một năm vịt có thể nuôi từ 8 đến 9 lứa, giá bán dao động quanh mức từ 37 đến 38 ngàn đồng một ký, có lúc giá tăng cao lên tới từ 60 đến 65 ngàn đồng một ký. Theo anh Tri, nuôi vịt quan trọng nhất là mua con giống chất lượng ngay từ ban đầu. Thức ăn chiếm 75% chi phí chăn nuôi nên cần phải chọn lựa kỹ lưỡng, nhà cung cấp, môi trường chuồng trại cũng phải đảm bảo thông thoáng để vịt phát triển đồng đều. Chuyển đổi giữa nhà kính trồng hoa màu rau quả thì chuyển qua chăn nuôi vịt đang rất phổ biến ở trong khu vực Nam Bang. Tại vì tình hình Covid thì rau màu nó rẻ và trồng thì bệnh tật nó nhiều. Nên là chuyển đổi với qua nuôi vịt này thì cái con này con ngắn ngày, nó mang lại hiệu quả kinh tế cao và nó cải thiện cái kinh tế, rồi cải thiện cái lấy cái nguồn phân á để mà bón cho cây trồng. Ví dụ mình nuôi một lứa xong cái nguồn phân này là mình cày lên có thể mình trồng trọt được. Nhưng mà giá cả vịt nó thấp. Hiện tại bây giờ thì giá vịt cũng đang tương đối tốt, bà con nuôi chăn nuôi cũng có lợi nhuận rất là cao. Vịt là loại gia cầm nuôi ngắn ngày, 50 ngày là bán được. Tuy khá nhiều bệnh nhưng nuôi ngắn ngày, nếu có xảy ra dịch bệnh cũng dễ xử lý. Nuôi vịt thu hồi vốn lại nhanh nên hiện anh Tri đang liên kết với nhiều nông hộ có diện tích vườn trống để cùng nuôi vịt siêu thịt. Con vịt ngắn ngày thì cần lưu ý đến những cái điểm là thứ nhất là chọn con giống, phải đảm bảo về chất lượng con giống, phải số lượng đồng đều, đều cao, dịch bệnh là con giống ổn định. Và thứ hai là cái thức ăn nó chiếm 75% giá thành sản xuất, cho nên thức ăn phải chất lượng. Và cái yếu tố nữa là cái môi trường chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh. Một tháng là một lứa vịt em nuôi là tầm khoảng 50 ngày đời xuất, xong là em lại nuôi tiếp. Một năm thì cứ liên tiếp em nuôi như vậy, chứ em không tính theo năm. Em vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và sau đó cho chuồng trại nghỉ một thời gian rồi nuôi lại vịt con. Theo tính toán của các hộ nuôi vịt siêu thịt tại đây, dù giá thức ăn chăn nuôi hiện ở mức cao so với thời điểm trước, nhưng lợi nhuận mang về là 5.000 đồng một ký thịt, cũng là thu nhập khá ổn định cho người chăn nuôi. Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng của chương trình, quý vị khán giả và bà con có thể xem lại các thông tin đã phát sóng tại trang thông tin điện tử lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube Lâm Đồng TV. Bên cạnh đó, quý khán giả và bà con cũng đừng quên có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglantv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829 930. Đến đây thì Xuân Long và Thúy Vi xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.